về già sống chung với con hay ở một mình là tốt nhất. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, hiện nay vẫn còn nhiều người cho rằng sống cùng con cái là lựa chọn tốt nhất, cách thể hiện lòng báo hiếu và gắn kết gia đình với nhau. Thế nhưng quý vị ạ, vẫn có nhiều câu chuyện đau lòng vì sống cùng con cái mà cuối cùng cha mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, hay là sống cùng con cái nhưng lại xảy ra mâu thuẫn gia đình. Cháu không nghe lời ông bà, mẹ chồng bất hòa với con dâu, vân vân. Những câu chuyện đó đã khiến nhiều người tự đặt ra câu hỏi, liệu con cái có thực sự đảm bảo một chỗ dựa an toàn cho chúng ta khi bước vào tuổi già hay không? Và liệu việc sống cùng con cái có thực sự mang lại hạnh phúc khi bước vào giai đoạn cuối đời hay không? Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và suy ngẫm những câu chuyện sau đây, quý vị nhé! Câu chuyện thứ nhất, sống chung với con cháu, người già sợ nhất điều gì? Ở cùng với con cái tốt thôi, có gì nó lo cho. Bà Nguyễn Thanh Tâm luôn nghĩ như vậy, nên khi con trai mời mẹ lên Hà Nội ở cùng con cháu, bà vui vẻ nhận lời. Sau 2 năm dịch bệnh, các cháu đã đến trường trở lại, giúp việc cũng không phải thuê nữa. Con trai và con dâu hứa rằng mỗi năm mẹ ở vài tháng với chúng con rồi lại về quê với họ hàng, làng xóm cho thay đổi không khí. Con cái nó hiếu thảo là điều hạnh phúc, không có hiếu thì ít thôi, số đấy không phải nhiều, bà Tâm nói. Được sống cùng con cháu, bà Tâm vui lên rất nhiều. Cả nhà 4 người, con trai, con dâu và 2 cháu nội, cứ 7 giờ sáng là ra khỏi nhà, bà Tâm một mình với căn nhà chung cư rộng 75m². Ưu điểm là ít gặp nhau nên cũng chẳng có va chạm gì. Chỉ khác là ở nhà của con, nhưng cũng chính là bà phải giữ kẽ với con. Giữ kẽ là khi mình muốn tham gia ý kiến gì đó, nhưng sợ con nó lại không ưng. Mình già sống khác bọn trẻ. Ví dụ mình muốn ăn uống ở nhà cho đỡ tốn kém, nhưng bọn trẻ nó lại thích ăn nhà hàng cơ. Những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày bà Tâm gói ghém lại, lâu dần thành những tâm tư khó chia sẻ với chính người trong nhà. Bà Tâm từng thấy mình lạc lõng ở bàn ăn của những nhà hàng nhanh trên con phố sầm uất ở Hà Nội. Bọn trẻ thì vui đùa như được tham dự lễ hội, con trai và con dâu thì phải theo sát đám nhỏ. Bà tập ăn gà rán, uống một ngụm nước có ga theo gợi ý của con trai. Bà muốn tự nấu ăn, cơm rau và muối vừng thôi cũng được. Cô đơn là kẻ thù của người già. Ông Phùng Minh Hải ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng chọn sống với con cái từ khi về hưu. Người giàu có thì có tiền thuê giúp việc, chứ mình thì sao mà thuê được, ông Hải nói với phóng viên. Ở tuổi 75, ông Hải không còn tham gia công tác ở phường nữa. Các cháu cũng đã lớn và không còn chờ ông nắm tay đưa đi chơi công viên. Từ khi bà mất, sự cô lẻ lại nhân đôi. Các con bận rộn với công việc, ít có thời gian trò chuyện, kết nối với bố mẹ. Con cháu cũng nhiều loại, xã hội phức tạp, nhiều đứa đối xử với bố mẹ không ra gì, xã hội mỗi người một hoàn cảnh, ông Hải nói khi đang đi dạo trong công viên. Ông từng phản đối ai đó muốn đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão. Chẳng gì bằng ngôi nhà thân quen của mình và những người thân. Còn giờ đây ông lại nghĩ, có tiền thì vào viện dưỡng lão vẫn hơn. Các chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cha mẹ luôn hết lòng vì con cái, nhưng khi họ đến tuổi xế chiều lại rất khó nhận được sự chia sẻ bầu bạn từ các con. Do vậy, những người già thường nảy sinh cảm giác bị vứt bỏ, lãng quên khi xa con cái. Nhưng khi ở gần,
cả hai hoặc ba thế hệ lại không dễ tìm được sự giao kết. Người già lại tự tủi thân. Trải qua nửa năm sống ở Hà Nội với gia đình con trai, bà Tâm tính chuyện sẽ về quê. Thứ nhất là vì nhà chật, đó là quan trọng. Thứ hai là ở riêng cũng có cái tiện là mình không ảnh hưởng đến bọn trẻ. Bà Tâm dự định sẽ nói lý do đó với gia đình con trai để về quê trước Tết Dương lịch năm nay. Bà đã chuẩn bị cho mình một khoản tiền để sau này khi không thể đi lại được, trông cậy vào con cháu nhưng cũng đỡ một phần gánh nặng tài chính. Ông Hải thì vẫn thường đi bộ một mình trong công viên, thi thoảng nhặt vỏ kem, vỏ kẹo để bỏ vào thùng. Ngày còn trẻ, bà vẫn thường dẫn con ra công viên chơi. Cái thời khó khăn, đến đây là một phần thưởng khi con được phiếu bé ngoan hay có thành tích nào đó. Giờ đây, chẳng có phần thưởng nào cả mà ngày nào ông cũng đi bộ ở công viên, vừa tập luyện sức khỏe, vừa cho đỡ buồn. Chỉ mong con cái đối xử công bằng với bố mẹ, ông Hải nói với phóng viên trước khi ra cổng trả vé để trở về nhà. Thật ra họ rất muốn nói với con cái, mong con có thể ở bên mình nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại không nói ra, vì họ thấy cho dù nói ra rồi, nhiều khi con cái cũng khó có thể đáp ứng bởi các con cũng như mình ngày trẻ. Bận học, bận làm để phấn đấu sự nghiệp, bà Tâm nói. Vậy là họ giấu ở trong lòng. Quý vị ạ, bất cứ ai rồi cũng phải già. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống mà không ai thay đổi được. Tuy nhiên, khi về già, bạn sẽ nương tựa vào ai? Có một câu thế này: nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì chưa chắc đã là nhà của cha mẹ. Bởi thế, đừng sống với con cái, hãy sống với người bạn đời của mình. Thế là đủ rồi. Lúc về già, mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với vợ hay chồng. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó, thề nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Còn mình không có tiền mua nhà thì chấp nhận thuê. Nếu không đủ tiền thuê, mình sẽ nhờ con hỗ trợ, quyết không ở chung. Trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau một lần vào cuối ngày là được rồi. Lúc về già, mình sẽ tuyệt đối không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Cái đó không phải là mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì nhà nước đã cho nghỉ hưu là đã nghiên cứu kỹ rồi. Thời điểm đó, sức khỏe, trí tuệ đều xuống dốc. Làm gì để tụi trẻ nó làm thì giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao? Lúc về già, mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng mình còn khỏe, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Phải biết tranh thủ thời gian làm những việc mình chưa làm. Tóm lại, lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Mong sẽ là như vậy. Đừng để khi về già phải tiếc nuối những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất. Câu chuyện thứ hai: khi về già sống một mình thành thơi, tận hưởng thời gian cuối đời. Có hai cậu con trai, nhưng ông Vinh và bà Nga khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi chẳng chịu ở chung với đứa nào. Mặc dù cả hai cậu con đều sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng cứ đến tuổi lấy vợ, cậu nào cũng bị ông bà đuổi khéo. Ngày xưa tôi cũng đi làm dâu nên tôi hiểu những cái bất tiện của việc sống chung. Vì thế mà vợ chồng tôi bây giờ quan điểm đứa nào lấy vợ là cho ra ở riêng, bà Nga chia sẻ. Thậm chí cách đây 3 năm, khi cậu thứ hai lấy vợ, chưa đủ tiền mua nhà riêng, còn xin ông bà cho ở chung với bố mẹ một thời gian, nhưng ông bà giao hẹn cho ở nhờ đúng 3 tháng, chưa mua được nhà thì đi tìm nhà cho thuê. Bà Nga bảo, không phải mình tính toán với con cháu, mà mình nghĩ là nghĩ cho chúng nó.
cách sinh hoạt, lối sống của hai thế hệ hoàn toàn khác nhau. Hồi nó chưa lấy vợ, vợ chồng tôi với nó đã sứt mẻ rồi. Giờ có thêm con dâu, sống chung lâu ngày ít nhiều cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ, cậu con cả của ông bà mua nhà cách nhà bố mẹ gần chục cây số để tiện đường đi làm. Còn cậu thứ hai mua căn chung cư ngay cạnh căn nhà bố mẹ. Thỉnh thoảng cuối tuần, đại gia đình lại cùng nhau tụ tập ăn uống ở nhà ông bà. Khi được hỏi liệu được mấy năm, ông bà già yếu, không tự chăm sóc được bản thân, thì có chuyển về ở với các con không? Bà Nga chia sẻ. Vợ chồng tôi dự định sẽ bán căn nhà 4 tầng này đi. Dùng một nửa số tiền đó mua một căn chung cư để đỡ phải leo trèo. Nửa còn lại thì để dưỡng già. Yếu quá thì thuê người chăm hoặc vào viện dưỡng lão, nhất định không phiền đến con cháu. Bà bảo, trường hợp như gia đình bà không còn là hiếm hoi. Trong tổ hưu trí chúng tôi cũng có nhiều gia đình giống như gia đình tôi. Kể cả về quê bây giờ cũng nhiều gia đình chỉ thấy còn có ông bà già, thanh niên ra thành phố làm việc hết cả rồi. Quý vị ạ, quan niệm thường thấy trong xã hội Việt là tới mức tuổi nghỉ hưu chính là lúc tuổi già ập tới. Đã một đời lo cho con cái, đến tuổi này chúng ta cũng phải lo lắng dựng vợ gả chồng cho các con. Sau đó cũng là lúc chúng ta phải đối mặt với tuổi già kèm theo vấn đề sống chung hay sống riêng với con cái. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng khi về già nên sống chung cùng con cái. Nhưng quả thật, sống cùng con cái sẽ khó mà thoải mái cho cuộc sống của hai bên. Bởi vậy, nên sống riêng là sự lựa chọn sáng suốt cho các bậc làm cha làm mẹ hiện nay. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người muốn sống cùng con cái vì nghĩ rằng con cái sẽ chăm sóc mình về già, cũng như muốn tuổi già của mình được nương tựa vào con cái. Thế nhưng, sống cùng con cái có thật sự suôn sẻ hay không? Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe câu chuyện sau đây quý vị nhé. Câu chuyện thứ 3, sống cùng con cháu. Vợ chồng ông Hoàng sinh được 3 người con, 2 trai và 1 gái. Tuổi trẻ, họ đã lao động cật lực ngày đêm với mong muốn nuôi các con ăn học trưởng thành, sau này kiếm tiền không phải cực khổ như ông bà. Thật may mắn vì cả 3 anh em đều chăm chỉ học hành, có công ăn việc làm, mà theo ông bà là ngồi trong phòng máy lạnh, tao ngồi làm cả ngày cũng được, còn hơn là phải ra đồng cuốc đất làm cỏ giữa trời nắng. Anh em chúng tôi so với người ta thì chưa giỏi giang đến đâu, nhưng so với ở quê thì như vậy là tốt lắm rồi. Bố mẹ tôi rất tự hào và cảm thấy những giọt mồ hôi rơi xuống của họ là xứng đáng. Điều đáng nói là khi ông bà còn sức khỏe, làm mấy việc lặt vặt cũng đủ chi tiêu. Tiền con cái cho ông bà đều để dành, không dùng đến một xu. Nhưng rồi tuổi già ập đến, bệnh tật không gọi cũng thi nhau tìm đến. Ông bà không còn khả năng kiếm tiền, hàng tháng lại tốn tiền thuốc men, nên luôn cảm thấy bản thân là gánh nặng của con cái. Anh em chúng tôi cũng được coi là hiếu thảo, luôn chủ động cho tiền và mua thuốc men đổ bổ cho bố mẹ, nên ông bà cũng coi như không phải lo lắng tuổi già, không có người chăm lo. Ngặt một nỗi, tôi và em trai thì đều ở rất xa, không thể trực tiếp chăm sóc cho bố mẹ, nên đành cậy nhờ hết vào vợ chồng anh trưởng, vì họ ở cùng nhà với bố mẹ. Dĩ nhiên, không phải vì vậy mà chúng tôi dồn hết gánh nặng qua nhà anh trưởng. Mỗi khi về nhà, thấy đồ dùng trong nhà hư hay thiếu, chúng tôi đều mua sắm. Tiền lo chữa bệnh cho bố mẹ, chúng tôi đều lo hết. Rồi cả mua đồ tầm bổ, anh chị trưởng muốn mua thêm hay cho bố mẹ cái gì thì tùy, vì chuyện ăn uống hàng ngày của ông bà là anh chị chăm lo. Người ta bảo, xa thơm gần thối, quả không sai. Dù bố mẹ tôi là người khá dễ chịu,
nhưng khi sống chung với vợ chồng con cái anh chị Trường cũng không thể tránh được những mâu thuẫn. Đơn giản nhất là chuyện dạy cháu. Ông bà thì luôn muốn dạy các cháu vào khuôn khổ nền nếp, nhưng bố mẹ chúng thì mặc kệ. Khi ông bà cằn nhằn nhắc nhở các cháu nhiều thì cả chúng và bố mẹ chúng đều gắt lên, chê ông bà nói nhiều. Rồi ông bà lại tự ái, cảm thấy bản thân như kẻ ăn bám con cái nên lời nói không có trọng lượng. Nhưng trong thực tế thì anh chị tôi chưa phải nuôi bố mẹ ngày nào. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà vẫn là do bố mẹ tôi chi trả. Bữa cơm hàng ngày vẫn là bố mẹ tôi lo. Anh chị thích ăn gì thì mua thêm, hết. Thế nên, mỗi lần gọi điện, nghe mẹ than vãn rằng anh chị thế này, thế kia, các cháu không nghe lời, không chịu học hành, là tôi chỉ muốn ông bà dọn ra ở riêng. Vì bố mẹ muốn ở cùng anh chị để có người chăm lo khi về già. Nhưng chăm lo đâu chưa thấy, chỉ thấy mâu thuẫn càng nhiều. Có đôi lần tôi gợi ý hay là bố mẹ ở riêng cho đỡ mệt. Chứ ở chung, quan điểm sống ba thế hệ khác nhau thì mâu thuẫn cũng là bình thường. Nhưng ông bà không chịu vì sợ lỡ có gì thì không ai lo. Trong thực tế, có rất nhiều người quyết định sống riêng chứ không chịu ở cùng con cái vì họ cho rằng như vậy mới thoải mái, vui vẻ cả nhà. Ai cũng muốn sống tự do tự tại, chung đụng phiền phức. Con cái muốn tiện chăm lo bố mẹ già thì kiếm nhà ở gần, chạy qua chạy lại, như thế lại quý mến nhau. Chứ chung nhà hơi tí là đá thúng đụng nia, chỉ khiến mâu thuẫn càng tăng lên. Quý vị ạ, ngay cả con cái, nhiều người cũng không muốn sống chung cùng với cha mẹ. Như trường hợp của một người mẹ 60 tuổi kể rằng, chồng bà mất sớm khi con trai được 2 tuổi, gia cảnh khó khăn, một mình bà phải làm lụng nuôi cho con nhỏ và mẹ chồng già yếu. Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Khi con được 6 tuổi, mẹ chồng qua đời, bà nén nước mắt gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc, rồi bôn ba ra nước ngoài mưu sinh, với mong kiếm chút vốn liếng để lo cho con. Nhiều năm trôi qua, con trai bà càng lớn càng trở nên ương bướng, nên người mẹ quyết định thu xếp công việc, trở về để gần gũi với con hơn. Sau nhiều nỗ lực, bà cũng lo cho con được một cái nghề và có việc làm đàng hoàng. Sau đó, anh con trai dắt bạn gái về ra mắt và xin được làm đám cưới. Qua cách cư xử, người mẹ có phần không ưng ý cô gái này, nhưng thấy đôi trẻ quấn quýt nhau quá nên bà đành đồng ý. Bà còn dốc hết tiền dành dụm mua tặng đôi vợ chồng mới cưới một căn nhà ở thành phố, còn bà ở lại quê nhà hưu quạnh. Gần đây, bà sẵn việc nên ghé thăm con. Tối đó, trong khi cơm nước, bà có đề cập đến chuyện nếu con dâu có em bé, bà sẽ đến ở để phụ bế bồng. Nghe xong, cô con dâu tối sầm mặt, bỏ vào phòng ngủ. Con trai chạy theo thì bà nghe giọng con dâu lớn tiếng. Lần sau, anh bảo mẹ đừng can thiệp vào chuyện của chúng ta. Đừng tưởng mua cho con nhà thì thích đến lúc nào là đến, thích nói gì là nói. Tiếng con trai đáp lại. Vợ yêu, đừng giận, em hãy nhịn đi. Ngày mai bà ấy về rồi, anh không để em phải sống chung để chịu đựng bà ấy đâu. Như có ai xé nát tâm can. Sáng hôm đó, người mẹ bắt chuyến xe sớm nhất để về quê. Trên đường về, nước mắt lưng tròng. Đã nhiều lần bà tự hỏi mình làm mẹ đã sai ở chỗ nào. Liệu mình có sai không khi nỗ lực hết mình vì con, khi moi tiền để dồn hết cho con, để rồi con có thể thốt ra những lời lạnh lùng như vậy. Xã hội hiện đại đi liền với cuộc sống con người ngày càng tự do hơn, tư tưởng phóng khoáng hơn. Ngay cả bản thân cha mẹ khi về già cũng không muốn phụ thuộc nhiều vào con cái. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà những đứa con quên đi trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, quên mất sự đầm ấm và các thế hệ sống chung trong cùng một mái nhà.
khi con cái có hiếu thuận hay không, phần lớn đều liên quan đến tính cách và cách cư xử của người lớn. Có thể hiểu lý do bố mẹ không muốn ở riêng là vì có bao nhiêu tài sản tuổi trẻ kiếm được đã lo hết cho con cái. Khi về già, bản thân họ không có bất cứ tài sản tích lũy nào ngoài căn nhà đang ở. Vậy nên họ sợ. Sợ ở riêng sẽ không thể tự lo được bữa ăn mỗi ngày. Rồi là khi ốm đau bệnh tật, tiền đâu đi chữa trị, mua thuốc. Mặc dù tôi và em trai khẳng định rằng bố mẹ ở riêng, chúng tôi vẫn lo cho bố mẹ đầy đủ, nhưng ông bà vẫn không yên tâm. Còn bố mẹ bạn tôi, họ tự tin sống riêng, không phụ thuộc vào con cái, là bởi họ có tiền. Với số tiền đó, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân tất cả mà không cần nhờ và cầu cạnh con cái. Vì thế, mỗi bậc phụ huynh hãy cho con vừa đủ, đừng để dành tất cả cho chúng, hãy chừa cho bản thân một khoản dưỡng già. Khi ấy, sống chung hay sống riêng đều do chúng ta tự lựa chọn. Vậy nên, thay vì cậy nhờ con cái nên chủ động tuổi già. Quý vị ạ, nuôi dạy con cái đến tuổi trưởng thành là trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng vì chúng mà hy sinh tất cả, thậm chí quên mất cả cuộc sống tương lai khi lớn tuổi của mình, là không đáng và chưa chắc đã tốt. Vì khi đó, chúng ta chẳng còn thời gian, tiền bạc để chuẩn bị xây dựng những hành trang cho tuổi già. Nếu chúng ta hy sinh tất cả cho con cái, khi về già, thực sự chúng ta mới là gánh nặng, là vật cản đường cho cuộc sống của chúng. Ngược lại, thay vì hy sinh hết cho chúng, chúng ta để dành năng lượng ấy sớm xây dựng cuộc sống của mình khi về già. Chúng ta hạnh phúc và thoải mái khi về già, đó là điểm tựa cực lớn cả về tinh thần lẫn hiện trạng cho con cái. Cũng chính là đang thương và giúp đỡ con cái một cách thông minh nhất. Thực ra, sinh ra và nuôi dạy con khỏe mạnh đến năm 18 tuổi, không để lại nợ nần hoặc lý lịch xấu cho con. Vì cơ bản, chúng ta đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc vai trò làm cha làm mẹ của mình. Con người từ xa xưa luôn thuận theo quy luật đấu tranh để tồn tại. Người ta chỉ cố gắng để đạt được những thứ mình chưa có, chứ rất ít người cố gắng để đạt được những thứ mình có rồi. Nếu chúng ta đã mua đất xây nhà cho con, thì nhiều hơn 90% là nó không cần cố gắng để làm lại điều đó. Tuy nhiên, rất ít những đứa con được cha mẹ xây nhà cho đất, có thể cố gắng hơn nhiều người coi đó là điều hiển nhiên mà ỷ lại. Vậy nên, dù con cái có hiếu thảo hay không, chúng ta cũng cần chủ động chuẩn bị cho mình những điều cần thiết để tuổi già có thể sống một cách hạnh phúc nhất. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Mẹ ơi, mẹ của con đâu rồi? Tôi không có mẹ. Tôi chưa hề được gọi mẹ một lần từ khi lọt lòng cho đến bây giờ. Tôi lớn lên với bố trong căn chòi này. Bố tôi là một người đi tha phương cầu thực từ khi còn nhỏ. Bố tôi cũng không nhớ được quê quán họ hàng ở đâu. Bố tôi không có nhà cửa, không có anh em họ hàng ở đây, nơi mà bố nhặt được tôi đem về nuôi. Bố sống bằng nghề làm thuê đủ mọi công việc. Ai thuê việc nặng nhẹ, bố đều nhận và làm hết. Được người ta trả công bằng bơ gạo, sổ khoai, cân sắn hay rau cỏ, và cả đôi ba hào tiền nữa. Bố tôi sống ở một cái quán ven đường. Sau đó, bố tôi được hợp tác xã cho làm bảo vệ, trông coi đầm cá. Từ đấy, bố tôi trở thành xã viên hợp tác xã và được trả công đủ điểm rau cháo qua ngày. Căn chòi trông cá được hợp tác xã dựng cho bố tôi ngay ở đầu đầm, cạnh con đường đất đi xuống khu bãi quả. Vào tháng 6 năm đầu tiên,
Bố là xã viên hợp tác xã, cũng là năm mà tôi ra đời ở cái ruộng cày. Mới sáng tinh mơ mà trời đã nóng nực, báo hiệu một ngày hè đổ lửa. Bố tôi dậy sớm để đi trông đầm cá. Khi đi qua bãi ruộng, thấy có tiếng trẻ con khóc di dị. Bố tôi giật mình sợ hãi, nghĩ là ma. Nhưng vốn là người can đảm, ông tiến đến chỗ có tiếng trẻ khóc. Trước mắt ông là một đứa trẻ đang cựa quậy trong mớ rẻ bố mang về căn chòi. Cũng từ đó, trong căn chòi trông cá có thêm tôi. Bố vẫn hy vọng vào một ngày nào đó sẽ có người đến nhận tôi về. Tôi lớn lên nhờ những bát cơm, những con cua con ốc mà bố kiếm được hàng ngày. Khi tôi còn nhỏ, bố để tôi trong căn chòi. Cho đến khi tôi biết bò thì bố điệu tôi sau lưng, trước ngực, theo bố đi đầm cá. Năm tháng trôi nhanh, tôi biết đi, biết chạy, theo bố đi quanh đầm. Khi tôi mỏi chân thì bố cõng tôi. Tôi được bố cho một cái áo dài, mặc không cần quần mà áo vẫn còn dài quét đất. Cuộc sống cứ dần như vậy. Tôi đã được 6 tuổi, bố mới đặt tên cho tôi là Nguyễn Văn Nhật, để tôi chuẩn bị đi học. Thế rồi công việc đi học của tôi không thực hiện được vì căn bệnh hen của bố ngày càng trầm trọng. Năm tôi lên 8 tuổi, có người trong làng ra nói với bố cho tôi vào chăn trâu cho nhà người ta. Tôi nghe lời bố theo người chủ vào chăn trâu cho nhà họ. Nhưng được mấy hôm, bố thương tôi nhớ bố. Rồi một hôm khuya khoắt, tôi trốn nhà chủ để về với bố. Tôi cũng cởi trả cho chủ bộ quần áo nâu cộc mà chủ nhà đã may cho. Mò mẫm về đến căn chòi, bố vẫn chưa ngủ. Bố tôi ốm, thấy bố đang rên, tôi thương bố quá, ôm lấy bố. Cứ thế hai bố con khóc. Bệnh của bố tôi ngày càng nặng mà không có thuốc thang. Bố gầy sọp hẳn đi. Tôi lớn lên trong cái nắng chiều gay gắt của miền Trung Du. Tôi cũng lớn lên với bản năng sinh tồn như một loài động vật, bằng nắm gạo, bắp ngô, củ khoai của dân làng thương cho bố con tôi. Hàng ngày tôi đi mò cua bắt ốc khắp cánh đồng để có cái ăn. Còn thừa thì bán cho người qua đường. Chiều tôi lên bãi quạ chơi với mấy anh chị chăn trâu cũng thấy vui. Có hôm chiếc quần đùi chưa khô tôi cũng mặc để lên chơi với các anh chị, vui lắm. Khi chiều tàn, các anh chị dồn trâu về làng, còn lại mình tôi trên bãi tha ma. Tôi đã khóc và tự hỏi, tại sao tôi không có mẹ? Mẹ tôi giờ ở đâu? Sao mẹ lại đẻ tôi ở cái ruộng cày? Tôi chạy về đến lều thì trời đã tối hẳn. Từ trong lều bố nói vọng ra, có khoai luộc và mấy con cua nướng con ăn đi mà đi ngủ. Thế rồi tôi có em. Một cuộc sống đói nghèo vui sướng lẫn lộn. Một chiều mùa đông sâm sẩm tối, mưa phùn răng răng bay. Gió mùa đông bắc thổi lạnh thấu xương, sương mù che kín cả khoảng trời. Một người đàn bà mặc chiếc áo tơi lá, đội chiếc nón mê bước vào lều. Bà bế theo một em bé trai. Bà ấy nói với bố, bác ơi, bác thương mẹ con em, làm ơn bác cho em gửi cháu nó ở lại đây một thời gian. Khi nào em có điều kiện, em đến em cảm ơn và đón cháu về. Em xin đội ơn bác. Bố tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Người đàn bà đó đưa cho bố tôi mấy bộ quần áo cũ của em bé và mấy bơ gạo. Rồi bà ấy chạy vụt đi như có ai đuổi trong cái buổi chiều đông lạnh giá ấy. Em bé khóc thét lên đòi theo mẹ. Bố và tôi dỗ em mãi nó mới chịu ngủ. Đêm đó em cứ thức và khóc ngằn ngặt tìm mẹ. Hôm sau bố đặt tên cho em. Bố nói, anh tên là Nhật thì tên em là Rơi, Nguyễn Văn Rơi con ạ. Tôi sung sướng có em. Nhà tôi bây giờ đã có 3 người. Cuộc sống nghèo khó cũng dần trôi. Hàng ngày tôi cõng em Rơi theo bố đi trông đầm. Cũng có hôm ra bãi quạ chơi cùng với các anh chị em trong làng chăn trâu.
em Rơi dở ngoan lắm. Những hôm đầu, Rơi cứ khóc đòi mẹ, bố dỗ mãi, Rơi mới chịu im và ngủ. Có hôm em khóc, bố dỗ Rơi, rồi bố cũng khóc theo. Tôi cũng khóc mà không gọi được mẹ như em Rơi. Những lúc tôi khóc, tôi tự hỏi, không biết mẹ tôi giờ ở đâu, mẹ còn sống không, mặc cho nước mắt chảy ràn rụa. Có một hôm, tôi cõng Rơi đi bắt cua ở đầm. Tôi nhìn thấy một tổ cá rồng rồng, đông con lắm mà chỉ thấy một con cá mẹ. Tôi thầm nghĩ, tại sao một con cá mẹ nuôi được cả trăm con cá con? Thế mà có mỗi mình tôi, mẹ tôi lại không nuôi được tôi. Nghĩ đến đàn cá, nghĩ đến mẹ, tôi bật khóc nức nở, làm em Rơi cũng khóc theo. Bố ở đằng xa chạy lại hỏi, có việc gì mà hai anh em Nhặt và Rơi khóc thế hả con? Tôi nói, em Rơi nhớ mẹ em khóc, con không dỗ được. Bố bế Rơi về lều, bố vừa dỗ Rơi, bố cũng khóc. Bố thương em Rơi nhiều. Mùa đông năm ấy rét quá, bệnh hen của bố ngày càng nặng, mà ba bố con chỉ có một tấm mền chăn cũ kỹ rách nát. Mấy hôm nay bố tôi ho nhiều, nằm bẹp trong căn lều, không đi trông đầm được. Trong cơn ho chiều ấy, bố nói không thành lời được nữa. Bố dặn tôi, bố biết bệnh tình của bố không sống được để nuôi hai con. Bố thương hai con còn quá nhỏ mà sắp phải mồ côi cha mẹ. Tôi ôm lấy bố cứ khóc, mà không biết làm thế nào cho bố khỏi bệnh. Bố nói, con lớn hơn là anh, con phải thương yêu em Rơi. Trông em cẩn thận, kẻo em ngã xuống đầm. Nếu có ai đến đón em, thì con cứ cho em Rơi đi với người ta, Nhặt nhé. Và cả con, nếu ai đón con đi, con cũng cứ đi. Bố chết nằm lại một mình cũng được. Bố cố sức dặn tôi xong, ho một cơn, rồi tắt thở. Tôi và em Rơi khóc gọi bố. Sáng hôm sau, dân làng mai táng cho bố tôi ở bãi quả. Trong căn lều siêu vẹo tàn tạ, giờ đây không còn bố, lại càng thêm trống trải lạnh lẽo. Chiếc chăn ba bố con tôi đắp chung, giờ thấy nó lạnh hơn mọi ngày. Em Rơi cứ run lên, và có lẽ do thiếu hơi ấm của bố. Tôi và em Rơi lớn lên là do những người đi chợ qua đồng quà tấm bánh, củ khoai, củ sắn, bơ gạo, bắp ngô. Tôi cõng em Rơi đi bắt ốc mò cua hàng ngày để về ăn và bán lấy tiền đong gạo. Có một lần, tôi cõng em Rơi đi mò ốc ở đồng nương, đặt Rơi ở bãi cỏ. Tôi dặn em cứ ngồi đây nhé, anh bắt mấy con cua ở bờ này. Nói xong tôi lội xuống ruộng, bắt được một lúc ngoảnh lại, không thấy em Rơi đâu. Tôi hốt hoảng chạy lại, thì thấy em Rơi đã ngã xuống ruộng, mặt mũi chân tay bê bết bùn. Bế em lên, tôi không còn hồn vía nào nữa. Bế Rơi xuống mương rửa cho em, cả hai anh em khóc gọi bố. Tôi cõng Rơi về đến lều, thì trời cũng sầm tối. Đặt Rơi vào góc lều, mắt em cứ nhắm nghiền. Lấy chăn đắp cho Rơi xong, tôi đi nấu cháo. Hai anh em ăn xong, Rơi ăn ít hẳn so với mọi ngày. Nửa đêm, em lên cơn sốt, ho thở khò khè, mê sảng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi thương em quá, ôm chặt lấy nó, tủi thân quá không khóc mà nước mắt cứ chảy. Tôi lấy mảnh rẻ thấm nước đắp lên trán cho em Rơi, rồi em ngủ thiếp đi. Gần sáng em đòi ăn cơm, nhưng giờ thì đào đâu ra cơm, còn nửa bô gạo tôi đã nấu cháo khi tối. Chỉ còn bát cháo hoa nguội ngắt, tôi nói, em ăn cháo sẽ nhanh khỏi sốt hơn Rơi ạ. Em ăn đi, rồi anh sẽ nướng thêm khoai cho em. Rơi khóc gọi bố, gọi mẹ, rồi em Rơi cũng ăn ít cháo. Chui ra khỏi lều, tôi vơ được ít gốc giả nướng khoai cho Rơi. Nhưng em Rơi không ăn khoai nướng mà đòi ăn cơm. Tôi dỗ em, sáng mai anh Nhặt vào làng rồi đổi gạo về nấu cơm cho em ăn. Thôi em ngủ đi, em Rơi ngoan của anh. Rơi khóc một lúc thì Rơi ngủ. Tôi thao thức không sao ngủ được. Thương em
thương bố quá. Giá mà bố còn sống đến bây giờ thì... Nước mắt tôi trào ra ướt cả manh chiếu rách mà không dám khóc thành tiếng, sợ em rơi tỉnh giấc. Mà em rơi hễ cứ thấy tôi khóc là em lại khóc theo. Trăng cuối tháng vành vọt chiếu qua những màng thùng của căn lều, tôi nhìn thấy những vì sao vụt sáng rồi tắt. Trên nền trời hàng triệu vì sao, chắc giống như con người, mỗi ông sao ứng với một người. Ngôi sao lóe sáng vụt tắt, chắc là có một người đã chết. Tôi nghĩ vẩn vơ, không sao ngủ được. Thương bố quá, nhớ bố, thương em rơi quá. Tôi chưa được một lần gọi mẹ. Tôi oán trách ai đã sinh ra tôi trên cái luống cày, để cuộc đời tôi cay đắng cơ cực thế này. Quả thật, tôi chưa được gọi mẹ lấy một lần, nhưng tôi lại có em, đứa em cùng chung một mái lều mà bố ra đi để lại. Quãng đời anh em tôi rồi sẽ trôi về đâu và khi nào thì vụt tắt như những vì sao kia. Tôi mong sao cho trời mau sáng để vào làng đổi gạo nấu cơm cho em rơi ăn. Tình mơ, tôi chạy ra bờ vực lấy giỏ cua vào lều mặc áo để vào làng. Nhưng cái áo tối qua giặt vẫn chưa khô. Tôi đành cởi trần xách giỏ chạy thật nhanh về phía làng. Mọi ngày tôi vẫn đổi cua cho ông bà Nguyệt. Nhưng đến nhà ông bà Nguyệt thì cổng vẫn đóng. Bỗng có tiếng người gọi sau lưng làm tôi giật mình. Nhặt đi đâu mà sớm thế? Tôi quay lại và nhận ra bà Nhài. Tôi nói, dạ cháu đi đổi ít gạo ạ. Lại đây bà xem nào. Bà cầm giỏ cua dắt tôi vào trong nhà. Cả nhà đang ăn cơm. Bà bảo tôi ngồi ăn, nhưng tôi không ăn. Tôi nói, em rơi nhà cháu ốm, phải về nấu cơm cho em cháu ăn. Bà đong gạo cho tôi và xới cho tôi một bát cơm độn khoai to lắm. Tôi không cầm được nước mắt, cảm ơn ông bà và các cô các chú chạy một mạch về lều. Em rơi cũng đang khóc to gọi tôi. Thấy tôi về, em thôi khóc mếu máo. Nó nói, anh Nhặt đừng đi đâu nhé, em sợ ma lắm. Em rơi đã khỏi sốt, tôi lấy cơm cho em ăn. Bát cơm đầy mà có lẽ từ ngày bố mất, mấy anh em tôi chưa nhìn thấy và chưa được ăn no bao giờ. Nhìn em ăn ngon lành mà tôi tủi thân, nước mắt cứ trào ra. Tôi thương bố quá, sao bố lại ra đi để lại hai anh em con thế này? Sao bố không mang hai anh em con đi theo hả bố ơi? Tôi vùng chạy ra khỏi lều để giấu đi những giọt nước mắt tủi hờn và nhớ thương bố, không để em rơi biết. Sợ em sẽ khóc theo. Biết bao nhiêu lần tôi ôm em vào lòng khóc thương cho số phận côi cút của mình. Trên trời đàn cò trắng đang trao mình xuống đầm kiếm cá ăn. Đi đầu là con cò bố, rồi đến mấy con, cò mẹ đi sau cùng. Có những lúc đàn cò con tranh nhau ăn, mổ nhau chí chóe, thì ngay lập tức cò bố và cò mẹ đến phân giải, không cho chúng đánh nhau, tranh nhau. Em rơi ăn xong, tôi dắt em ra bờ đầm rửa mặt cho nó. Hôm nay tôi không đi bắt cua nữa, gạo còn đủ ăn 2 ngày. Chiều tôi dắt em lên bãi quả thăm bố. Cuộc sống của anh em tôi cứ thế dần trôi. Em rơi cũng mau lớn khỏe mạnh. Chỉ có điều căn lều mà bố tôi để lại đã dột nát mà không biết làm thế nào. Nắng thì anh em tôi chịu được, còn mưa thì dội ướt hết. Những lúc như thế, hai anh em tôi chui hết vào chỗ nọ đến góc kia mà vẫn bị ướt. Đã có lần tôi phải lấy chiếc chăn rách của bố để lại đắp lên mái lều cho khỏi mưa nắng, vì mùa nóng anh em tôi không cần đến chăn. Mùa đông thì ít mưa, nắng nhẹ, không sao tôi lại mang chăn vào. Tưởng như cuộc sống đói nghèo nhưng êm xuôi. Nhưng rồi một chiều mùa hè, khi ánh mặt trời đã xuống thấp, những đàn chim ráo rác bay về tổ. Các anh chị đi chăn trâu ngoài bãi quả cũng đang lũ lượt dắt trâu về. Một người phụ nữ, mặt bịt kín khăn, chỉ để hở 2 con mắt
đến trước lều, nhìn trước ngó sau, rồi bước vào trong lều cởi khăn bịt mặt ra. Tôi nhận ra chính là cô em đã mang rơi cho bố tôi nuôi. Cô nói với tôi, cô đã biết bố tôi mất, nhưng do hoàn cảnh, cô không thể đón em về lúc đó được. Hôm nay cô đến để cô xin mang em về nhà. Tôi nhìn cô. Cô nhìn tôi. Cả hai cô cháu không ai nói thêm gì, cứ thế khóc. Tôi định không cho em đi. Tôi nói, cô ơi, cô bắt em rơi của cháu đi, còn mình cháu ư? Không có em rơi, cháu sống với ai? Nhưng nghĩ đến lời bố dặn lúc sắp mất, tôi gật đầu đồng ý. Em rơi thấy tôi khóc cứ bám chặt sau lưng tôi, nhìn người phụ nữ lạ lẫm khóc. Mẹ rơi ôm chầm lấy rơi, em sợ quá kêu lên. Anh Nhạt ơi cứu rơi với, anh Nhạt ơi cứu em với. Tôi bảo rơi, mẹ của em đấy, em về với mẹ đi. Mẹ sẽ mua quần áo đẹp cho em, mẹ sẽ cho em ăn no, cho em được ngủ ấm em nhé. Nhưng rơi vẫn cứ khóc, hình như không cầm được lòng mình. Mẹ rơi bế thốc rơi ra khỏi lều, cứ thế chạy về phía mặt trời đang lặn. Tôi vẫn còn nghe tiếng rơi gào lên rồi nhỏ dần. Ơi anh Nhạt ơi, anh cứu em với, em không đi đâu, em ở với anh kia. Ơi anh Nhạt ơi, cứu em với. Còn lại mình tôi trong chiếc chòi hoang vắng, tôi không sao ngủ được. Tôi nhớ bố, thương em. Nước mắt tôi đã cạn. Tôi nhìn chân chân lên chòi, một mảng tối đè nặng lên tâm hồn tôi. Tôi vơ vội bộ quần áo chưa khô và chiếc chăn bố để lại, vụt chạy ra ngoài đến bãi quả, ngồi bên mộ bố. Tôi đã khóc gọi bố trong đêm tĩnh lặng. Bố ơi, sao đời con lại khổ cùng cực đến như thế này? Chiều nay, mẹ em rơi đã đón em đi rồi. Con cũng đi tìm mẹ con bố nhé. Bố có biết mẹ con ở đâu không hả bố? Bố nằm đây, mai con lại về với bố. Bố ơi! Nói với bố được mấy câu, tôi lại bố rồi ra đi. Trong đêm đen khuya vắng, tôi đi về hướng ban chiều mẹ rơi đưa em đi. Vừa đi, tôi vừa gọi, rơi ơi! Rơi ơi, giờ em ở đâu? Anh đi tìm em đây này, em có thương anh không? Rơi ơi! Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ có nghe con gọi không? Sao mẹ không về đón con? Tiếng gọi lan đi rất xa trong màn đêm, nhưng chỉ có tiếng vọng đáp lại và tiếng ếch nhái côn trùng, tiếng mấy con cú đi ăn đêm, nghe đến ghê rợn. Trời bỗng nổi cơn giông, đổ mưa tầm tã, sấm chớp lè xanh lét. Tôi cứ theo ánh chớp mà đi. Chiếc chăn trên vai đã ướt sũng nước mưa, lạnh thấm khiến tôi rét run lên cầm cập. Vừa chạy, tôi vừa nhìn lại bãi quả nơi bố đang nằm. Nước mắt va lẫn nước mưa mặn chát cả bờ môi. Tôi đến bến đò và ngủ lại trong một hốc cây. Mặt trời đã lên hơn một con sào. Tôi ló đầu ra khỏi hốc cây, mang chiếc chăn của bố để lại, cho vạt cỏ gần đó phơi cho khô. Tôi lững thững đi xuống mé bờ sông để rửa mặt. Thấy dân làng đang rửa lá rong và đãi gạo rất đông. Trên bến, tôi chợt nhận ra là Tết sắp đến rồi. Tết là những ngày có đầy đủ thức ăn ngon mà tôi chưa một lần trong đời được biết. Bụng đói cồn cào, mắt tôi hoa lên. Cái lạnh đêm qua đã làm tôi kiệt sức. Tôi nằm trên bãi cỏ sưởi nắng để mặc cho số phận và cơn buồn đần thấm. Tôi phải chờ cho cái chăn của bố khô rồi mới đi tiếp được. Thời gian đã xa, rồi tôi không tìm được em rơi, cũng không có tin tức gì về mẹ. Tôi chỉ còn có bố nằm ở ngoài bãi quả. Đã chục năm trôi qua, tôi chưa có điều kiện trở lại nơi bố tôi và em rơi đã sống. Có ông bà, các bác, các cô, các chú, các anh chị nào biết được thông tin gì về mẹ của tôi ở đâu không? Người mẹ đã để lại tôi trên luống cày vào mùa tháng 6 năm đó, giờ ở đâu? Có ai biết không? Để cho tôi được gọi mẹ lấy một lần trong đời.
mẹ ơi. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.